Xin chào cô chú, xin chào anh chị đi xa nha. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2023 và bò Vinh tiếp tục gửi đến cô chú anh chị những cái lô bò đực, bò cái cũng như là bò mẹ con của chú anh chị. Thì đầu tiên ở lô số 1 này là 4 con bò đực kem, thì nói chung thuộc dạng là ú ú tròn tròn bò hay cô chú anh chị và rất là già tháng rồi. Chiều cao thì thấp nhất là cái con màu vàng bên phải là cô chú anh chị, con số 2 á, từ bên phải qua là con thấp nhất ha, 1m05 bò, còn lại là 1m06, 1m08 và 1m01 ha. Con bìa bên đây là cô chú anh chị là 1m01 nè. Thì nói chung thuộc dạng bò biên lực ú ú nên cô chú anh chị nào xài bò độ bò đẹp thì chú ý giùm cho bò Vinh cái lô này nha. Con bò xám xám này thì nó thuộc dạng như bò ốc chỉ ha cô chú anh chị ha, biên lực tối tân, mới vừa lướt ngang màn hình. Còn lại hai em này thì thuộc dạng như bò biên dày nhưng có thùng ha. Bò kem này cô chú anh chị nó tầm khoảng là 1 năm 5 tuổi rồi, nằm ngoài ha cô chú anh chị, rất là cứng tháng rồi, nên là cô chú anh chị nào xài bò lỡ thì cũng có thể lưu ý dùm cho bò Vinh nha. Con kem đó là lớn tháng nhất trong đây ha. Còn mấy em này thì tầm khoảng 6-7 tháng hết trơn rồi, nên cô chú anh chị cứ yên tâm nha. Bò thì trong đây thì cô chú anh chị để ý là con bò kem này nè, là nó gọi là yếu nhất trong cái dàn này, dàn bò đực này. Thì nó hơi rất bụng tí xíu ha cô chú anh chị, nhưng mà cũng xương cối và mông má nó cũng có đầy đủ ha. Nó yếu là do cái bụng nó hơi rớt thôi, nó không có phọt, nó không có đẹp á cô chú anh chị. Còn lại mấy em kia thì rất là ok. Chiều cao trung bình thì tầm 1m05 đến 1m01 như đầu video vừa Vinh có nói rồi. Còn tướng tá thì cô chú anh chị cứ quan sát kỹ ha, không có lỗi phải gì hết trơn ha cô chú anh chị. Những cái con bò này rất là ú, rất là chủ nhà nuôi rất là ok, nên cô chú anh chị cứ yên tâm nha. Biên lực có thừa. Về thì mình vỗ cỡ 8 đến 10 tháng nữa thì mấy bò này sức là rất là bình thường ha, sức ra rất là ok đó. Rồi, bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết ha. Thì 4 bò này bò Vinh xin bán với cái giá là 49 triệu ha. Trong đây thì có 3 con rất là biên lực và một con thì cũng biên lực vừa vừa, hơi rất bụng ha. Thì cô chú anh chị có thể xem xét để bắt giùm cho bò Vinh nguyên lô, hoặc có thể tuyển chọn trong đây con nào ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Bò rất là nghiêm chỉnh và bò rất là đẹp ha cô chú anh chị. Cái lô bò này thì nói chung là anh chị nào mà bắt về thì nuôi nấng thì thời gian thì có thành quả liền à cô chú anh chị. Bò cũng cứng, bò cứng tháng hết trơn rồi ha. Rồi bây giờ mình chuyển qua lô số 2 ha. Ở lô số 2 này thì có một cái con ba bê cỏ và hai con kem F1 ha cô chú anh chị. Con ba bê này tuổi đời của nó nói không tin đó, thì nó cũng gần cả 1 năm rồi. Nó rất là chai bò, rất là già bò rồi. Và nó bị viêm da, nó bị viêm da đã hết rồi, hết từ rất là lâu rồi ha cô chú anh chị. Thì trong cái lô này thì hai kem này thì tương đối nhỏ tháng nè, tầm khoảng là 5 tháng rưỡi, 6 tháng. Còn ba bê này cả 5 tuổi rồi ha cô chú anh chị. Anh chị nào mà xem xét dỗ cho nó tròn tròn bò để bán lấy thịt đó, thì chú ý dùm ba bê này nha, viêm da đã hết từ rất là lâu rồi. Và bò cũng thuộc dạng như bò cóc, bò lấu thôi. Nhưng giá tiền của nó thì chút xíu nữa bò Vinh đưa ra thì nó hợp lý, thì cô chú anh chị có thể ủng hộ cho bò Vinh nha. Còn hai kem này tương đối đẹp nè cô chú anh chị, đòn rất là dài, phọt con ngựa ha, không đứt bụng gì hết và đã dứt sữa rồi. Tướng tá thì cũng thẳng hàng, thẳng lối ha. Và nói chung thì bò, tất cả những con bò này ngoại trừ con ba bê thì nó hơi bị viêm da thôi, còn lại thì nó nghiêm chỉnh hết trơn ha cô chú anh chị. Còn về chiều cao thì con thấp nhất trong đây là 1m và con cao nhất là 1m03 ha cô chú anh chị, từ 1m đến 1m03. Và giá tiền thì bò Vinh xin báo luôn ha cô chú anh chị ha. Lô bò 3 con này bò Vinh xin bán với cái giá là 25.500.000 ha. Trong đây thì cái con ba bê diêm da thì nó rẻ hơn hai con kem khá là nhiều ha cô chú anh chị ha. 25.500.000, nếu như cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì alo cho bò Vinh nha. Còn bây giờ thì mình chuyển qua lô số 3 gồm có 3 con bò đực nữa ha cô chú anh chị ha. Ở lô số 3 này thì gồm có hai bò mới vừa dứt sữa nè, con trắng này và cái con vàng đi phía xa màn hình á, thì nó mới dứt sữa ha cô chú anh chị. Còn con vàng đậm đứt muối muối thì nó đã dứt sữa rồi, con bên trái đã dứt sữa rồi. Còn hai con bên phải này nè thì nó mới dứt sữa nên nó hơi lăn xăn ha cô chú anh chị ha. Thì cái lô bò này nó cũng thuộc dạng như bò chốt, bò nhỏ thôi, tầm 4 tháng rưỡi. Nên cô chú anh chị nào xài bò nhỏ thì chú ý dùm cho bò Vinh nha. Giá tiền thì chút xíu nữa bò Vinh đưa ra, cảm thấy nghĩ thì alo cho bò Vinh liền ha.
Chiều cao á, thì bò dinh xin báo luôn ha, ba em này khá là ngang nhau á, tầm 9 tấc 4 đến 9 tấc rưỡi ha cô chú anh chị, và lượng tháng nó tầm khoảng 4 tháng rưỡi à. Và nói chung thì cũng hai con vàng á, thì nó khá là dày bò và nó cứng cáp hơn so với con kem F2, con kem trắng ha cô chú anh chị. Con bò này nè cô chú anh chị là cũng thuộc dạng như binh lực nè, khá là dày bò đó cô chú anh chị. 9 tấc 4, 9 tấc rưỡi, 4 tháng rưỡi tuổi luôn ha cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị quan sát kỹ dùm bò kem trắng F2 ha. Trong đây thì em nói là hơi non tháng và nó hơi mỏng con cô chú anh chị. Nhưng mà bù lại thì dàn xương của nó khá là cứng, khá là bự, và nó cũng thuộc dạng như bò F2 nên giá tiền của nó cũng tương đối bằng ngang với lại những cái con kem này ha cô chú anh chị ha. Rồi, ba bò này thì bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết ha. Giá tiền của ba em này là 24 triệu ha. 24 triệu. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh qua có số điện thoại là 0366356635 ha. Ngày hôm nay khá là nhiều bò nên là bò Vinh sẽ cố gắng làm cho nó nhanh nhanh, và cũng có bò có lỗi phải gì thì bò Vinh sẽ nói liền à, không có vòng vo ha. Thì ba con 24 triệu, chiều cao là 9 tấc 4 đến 9 tấc rưỡi ha cô chú anh chị ha. Lưu tháng thì tầm 4 tháng rưỡi à. Và trong đây thì cái con màu vàng trước màn hình và con trắng á, nó đang nhớ mẹ ha, mới bắt tầm khoảng ngày 2 ngày nên nó cũng còn nhớ mẹ ha cô chú anh chị ha. Còn cái con ở phía xa màn hình thì nó đã dứt sữa từ rất là lâu rồi. Rồi, bây giờ mình chuyển qua lô số 4 ha. Lô số 4 này gồm có 3 con 3B ha cô chú anh chị. Chiều cao thì cái con bên phải và con chính giữa là 1m05 bò. Và cái con bông bông này nè, cao nhất ha cô chú anh chị, 1m09 bò ha, gần 1m1 ha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị quan sát kỹ ha. Đây, 3 con này là 3 con 3B, nói chung là 3B F1. Và xương cẳng của nó thuộc dạng là khá khá ha cô chú anh chị ha, rất là thẳng ha, giò sau rất là thẳng ha. Thì ban 3B này thì nói chung là bò Vinh bỏ bò quay chung vậy đó. Còn cô chú anh chị thích con nào thì cũng có thể alo cho bò Vinh con đó cũng bình thường nha. Nói chung thuộc dạng bò cũng khá đẹp đó cô chú anh chị. Có con màu bông bông này thì nó hơi khô bò chút xíu ha, nhưng mà nó già tháng nhất trong đây ha cô chú anh chị ha. Trong đây thì con 3B bông này nè cô chú anh chị, luồng tháng của nó tầm khoảng là 8 tháng ha, 8 tháng 8 tháng ngoài đó. Con bên tay phải á, là non tháng nhất của cô chú anh chị, đang nhớ mẹ đó, nó tầm khoảng 5 tháng rưỡi à, nhưng mà rất là bự con ha. Còn cái con bên tay trái á, thì cũng đã dứt sữa từ rất là lâu rồi, nó cũng tầm khoảng là 8-9 tháng rồi đó cô chú anh chị. Con bò này nè, nói chung là cũng cứng cáp bò hết trơn rồi, nên cô chú anh chị nào yên tâm nha. Trong đây thì chỉ có con hơi mo mo đó là nó mới dứt sữa thôi, còn hai con thì đã dứt sữa rất lâu rồi. Rồi, bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết ha. Lô bò 3 con này bò Vinh xin bán với cái giá là 35 triệu ha. 35 triệu. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh liền nha. Số điện thoại của bò Vinh là 0366356635. Còn trại bò của bò Vinh là ở Tân Hiệp, Trà Khú, Trà Vinh ha cô chú anh chị ha. Rồi bây giờ mình chuyển qua lô số 5 ha. Ở lô số 5 này thì cái con gồm có là hai con kem trắng F2 và con màu vàng vàng là con 3B. 3B kem đó cô chú anh chị. Thì kêu nó con kem luôn cũng được ha. Nó là mẹ 3B, bông đuôi, bông bụng đồ rất là nhiều ha. Thì nó cũng thuộc dạng như là mẹ 3B đẻ ra. Nó cũng là F2 luôn ha cô chú anh chị. Rồi thì ba con bò này thì nói chung là chiều cao của nó cũng ngang ngửa với nhau. Nó tầm khoảng là 1m02 đến 1m05 bò ha cô chú anh chị. Con kem này nè cô chú anh chị, mẹ 3B này nè, thì nó hơi dẻo dẻo ha. Mặc dù thì tướng tá của nó thì mang máu 3B nhưng nó cũng còn khá là dẻo ha. Nên cô chú anh chị xem xét giùm cho bò Vinh nha. Nói chung là đầu cổ thì cũng ngon lành, lưng dai cũng ngon lành, nhưng mà không có được múi múi. Còn hai con trắng á, hai F2 trắng á, thì cũng thuộc dạng như là bò dẻo dẻo thôi, cũng khô khô bò ha cô chú anh chị ha. Thì ba bò này thì bò Vinh bỏ vào quay chung, còn cô chú anh chị nào thích cặp trắng thì xài thì alo, hoặc là thích con màu vàng thì cũng alo cho bò Vinh cũng bình thường ha. Bò già tháng hết trơn rồi cô chú anh chị, tầm khoảng 6 tháng 6 tháng rưỡi bò rồi, và đều là bò F2 ha. Rồi, bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết ha. Lô bò này bò Vinh xin bán với giá là 27 triệu ha. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha.
bò F2, hai con kem giấy và một con Barbie kem ha cô chú anh chị ha. 27 triệu. Còn cô chú anh chị nào thích xài lẻ tẻ từng con thì cũng có thể alo cho bò Vinh bình thường ha. Số điện thoại của bò Vinh là 0366356635 ha. Đó cũng là cái số Zalo của bò Vinh luôn. Trong quá trình xem video, nếu như cô chú anh chị cảm thấy mà giá cả hợp lý để dành tham khảo thì có thể bấm giùm cho bò Vinh cái nút đăng ký hoặc là cái nút like để cho video nó tiếp cận đến cô chú anh chị được nhanh hơn ha. Còn bây giờ thì mình chuyển qua lô số 6 ha cô chú anh chị ha. Ở lô số 6 này gồm có hai con bò được lỡ trên 5 tuổi rồi ha cô chú anh chị. Thì chiều cao thì nó ngang ngửa với nhau tầm 1m19 và 1m2 bò ha cô chú anh chị ha. 1m19, 1m2 bò, gồm có một con kem F1 và con Barbie F1. Thì hai con bò này thì cũng không có lỗi phải gì hết trơn ha cô chú anh chị. Chẳng qua là cứ neo để mà chờ giá lên, nhưng mà cuối cùng thì chịu không nổi thì bán thôi ha cô chú anh chị ha. Giá cả thì chút xíu nữa bò Vinh đưa ra, cô chú anh chị cảm thấy hợp lý thì làm nguyên lô dùm cho bò Vinh nha. Còn anh chị nào thích xài kem thì xài, còn xài Barbie được thì cũng ok thôi, bình thường thôi ha. Đương nhiên thì con kem nó rẻ hơn con Barbie rồi ha cô chú anh chị ha. Hai con bò này chiều cao thì bò Vinh xin nhắc lại nha, 1m19 và 1m2, ngang ngửa với nhau. Còn giá tiền á, thì bò Vinh xin báo luôn ha cô chú anh chị. Lô bò hai con này bò Vinh xin báo với giá là 31 triệu ha. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì làm nguyên lô dùm cho bò Vinh nha. Thực sự thì những cái con bò như thế này thì cô chú anh chị về chăm sóc một thời gian khá là ngắn đó thì cũng có thu hoạch rồi ha. Tầm khoảng 6 tháng thôi thì những con bò này nó cũng vô thuộc dạng như tầm bò bự rồi, đầy đặn thịt thà rồi. Nói chung là rất là mau ăn ha. Rồi, 31 triệu cho cặp bò này. Còn bây giờ thì mình chuyển qua lô số 7 ha cô chú anh chị ha. Ở lô số 7 này gồm có là hai cái xác và hai con bê tầm khoảng là 7 8 tháng tuổi ha cô chú anh chị ha. Đầu tiên là con ba bê này nè cô chú anh chị. Ba bê bự thì chiều cao của ba bê và con kem là ngang nhau, tầm 1m2 bò ha cô chú anh chị ha. Ba bê này thì hai đôi răng giò cẳng nghiêm chỉnh ha. Con kem này cũng vậy nè, kem này là 3 chiếc răng, chuẩn bị thay thêm chiếc nữa là hai đôi luôn. Còn hai này thì đương nhiên là hai bò tơ rồi, chưa có thay đôi nào ha. Thì con này hơi dẻo dẻo nè cô chú anh chị. Con đen dẻo dẻo này á thì nó là 1m16 bò ha. Còn cái con lùng nè, pin lực này nè là 1m06 bò ha. Rồi thì bò Vinh không có thời gian nên bò Vinh cuộc vào mớ gì đó thì cô chú anh chị xem xét ha, bắt con nào thì bắt ha. Con đầu tiên con bên phải là 1m06, tới con đen là 1m16, tới kem vàng 1m2 và cuối cùng con bìa là ba bê bìa bự cũng 1m2 luôn ha. Rồi bây giờ bò Vinh thả ra để cho cô chú quan sát kỹ ha. Cái con ba bê này là nó cũng chưa có đẻ chữa lần nào đâu ha cô chú anh chị. Nói chung là bốn bò này ngoại trừ là cái chuyện là hai đôi răng con ba bê đen và ba chiếc răng con ba bê da con kem vàng thì nói chung là bò tơ hết trơn ha cô chú anh chị, chưa đẻ chữa gì hết. Và con này thì nói chung là mấy anh em làm cạo thì chú ý giùm cho bò Vinh nha. Bò khủng khiếp, bóng lưỡng luôn và nói chung là đặc đe luôn. Con 1m06 bò đó cô chú chị, thấp nhất trong đây nè. Thì bốn bò này thì anh chị nào dỗ cạo và lấy thịt hoặc là bắt bò cạo thì chú ý giùm cho bò Vinh nha. Rồi bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết ha. Lô bò bốn con này bò Vinh xin bán với cái giá là 48 triệu. 48 triệu. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì alo cho bò Vinh nha. Số điện thoại của bò Vinh thì bò Vinh xin nhắc lại là 0366356635 ha. Hai con 1m2, một con thấp nhất, ú nhất là 1m06 và con ba bê đen dẻo còn lại là 1m16 ha. 48 triệu ha. Còn bây giờ thì mình chuyển qua lô số 8 ha cô chú anh chị ha. Rồi, trước mặt của cô chú anh chị là hai con bò nuôi ha. Hai con bò sinh sản gồm có một con xin và một con siêu mỏ đen. Thì con xin này á, luồng tháng của nó tầm khoảng 6 tháng bò cô chú anh chị. Còn siêu mỏ đen này á, thì nó cũng tầm khoảng là 8 tháng bò ha. Thì hai con bò này á, thì thuộc dạng như bò sinh sản. Nên cô chú anh chị nào bắt bò về nuôi gầy giống á, thì chú ý giùm cho bò Vinh nha. Chiều cao á, thì bò Vinh xin báo luôn. Cái con nhỏ nhỏ là 9.4 và cái con siêu mỏ đen là 1m13 bò ha. Rúng yếm có đầy đủ ha cô chú anh chị ha. Còn về cái vấn đề mà sinh sản á, thì cô chú anh chị yên tâm, những con bò này thì nói chung là cực kỳ luôn.
Anh chị nào mà từng đã nuôi rồi thì cũng biết rồi ha. Anh chị nào làm giống mà có luồng tiền mỏng mỏng á, thì chú ý bắt giùm cho bò Dinh cặp bò này ha. Chiều cao á, thì nó cũng không có tương xứng với nhau, nên cô chú anh chị nào thích con nhỏ thì xài con nhỏ ha. Còn nếu như bắt con siêu mỏ đen, con lớn, con bự đó thì cũng được bình thường ha cô chú anh chị. Bò Dinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết ha. Cặp bò này bò Dinh xin bán với cái giá là 16 triệu ha. 16 triệu. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì làm nguyên lô dùm cho bò Dinh nha. Do là bò nuôi rồi nên cô chú anh chị thấy ưng ý thì cũng có thể xem xét ha, chứ thịt thà thì hai con bò này thực sự thì cũng không có nhiều đâu, nên là anh chị nào mua thịt thì bỏ qua dùm cho bò Dinh nha. Rồi, 16 triệu cho hai con bò này, một con là 9 tấc 4 và một con là 1m13 ha. Rồi bây giờ mình chuyển qua lô số 9 ha cô chú anh chị ha, chuẩn bị qua những cái con lô bò mẹ con ha. Đầu tiên là mẹ con 3B, mẹ này hai lứa ha cô chú anh chị ha. Chiều cao cũng khá là khiêm tốn, 1m14 bò thôi, nhưng được cái là bò còn tơ ha, mới có lứa thứ hai thôi. Và con đực 3B thì tương đối đẹp, khá đẹp đó cô chú anh chị. Bò đực 3B nói chung là tướng tá cũng rất là ngon lành ha, mẫu luôn á. Thì xương cẳng thì cô chú anh chị quan sát ha, cái đực thì xương cũng xương cối nè, và con mẹ thì cũng còn sạch bò ha cô chú anh chị ha. Thì mẹ con này á, thì chiều cao bò Dinh xin báo lại ha. Con mẹ là 1m, con bò mẹ đó là 1m14 bò, và con là 8 tấc 8 ha. Rồi giá tiền á, thì bò Dinh xin báo luôn ha cô chú anh chị ha. Giá tiền của bộ mẹ con này là 17 triệu ha. 17 triệu, nếu như cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì alo cho bò Dinh nha. Nói chung thì được con ghé đực khá đẹp, chứ con mẹ thì xác thì cũng chặng ba ha cô chú anh chị. Thấp nhất ngay chỗ vai trước của nó đó là 1m14 thôi. Còn ghé đực thì thấp nhất á, là vai trước của ghé đực á, là 8 tấc 8 ha. 17 triệu ha cô chú anh chị ha. Nếu như cảm thấy nghĩ thì alo cho bò Dinh nha. Nói chung là bò rất là mát sữa, khỏi cần quảng cáo ha cô chú anh chị. Nhìn thấy con ghé đực là cô chú anh chị cũng biết rồi ha. Còn bò mẹ thì đương nhiên là còn khá là trẻ đó cô chú anh chị, mới lứa thứ hai thôi. Rồi 17 triệu cho lô số 9 này ha cô chú anh chị ha. Còn bây giờ thì mình chuyển qua lô số 10 ha. Rồi ở lô số 10 này á, là gồm có mẹ con, mẹ này tầm khoảng 5 lứa ha cô chú anh chị, nghé thì tầm khoảng là 1 tháng ngoài. Và nói chung thì bò là bò tầng nhất nhưng là hơi cứng tuổi ha. Thì mẹ con này á, thì nó có cái đuôi nó bị quấn dây đó cô chú anh chị, mới là lành, không sao ha. Nói chung là cũng không có ảnh hưởng gì, nó thẩm mỹ tí xíu thôi ha, chứ cũng không có gọi là bị đứt đuôi gì đâu, yên tâm ha, nó đã lành rồi. Còn chiều cao á, thì bò Dinh xin báo luôn ha, con mẹ là 1m25, còn con á, là 8 tấc 2 ha. Bò mẹ là thuộc dạng như bò thùng, bò độ hồi xưa đó cô chú anh chị, 1m25 bò. Nói chung là tướng tá rất là kịch cộm ha. Còn con ghé đực á, thì cô chú anh chị cũng quan sát kỹ giùm bò Dinh nha, cũng khá là mắc sữa đó. Rồi mẹ con này á, thì có cái đặc điểm là cái đuôi của bò mẹ là có cái thẹo chút xíu vậy thôi ha cô chú anh chị, còn lại là bình thường hết trơn ha. Ghé đực thì cô chú anh chị quan sát ha, xương cũng khá là to đó cô chú anh chị, mới có 1 tháng ngoài thôi nhưng mà cũng rất là ok đó. Con bò mẹ bò Dinh xin nhắc lại nha, 1m25 bò và con ghé đực á, là 8 tấc 2. Rồi bò Dinh xin báo giá luôn ha, mẹ con này giá tiền của nó là 14 triệu ha. Cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Dinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha. Nói chung ngoại trừ cái đuôi thôi bị thẹo chút xíu đó, nhưng mà nói chung là còn lại này rất là ngon lành ha cô chú anh chị ha. Rồi bây giờ mình chuyển qua lô số 11 ha. Ở lô số 11 này con ghé đực á, chiều cao của nó là 9 tấc rưỡi ha cô chú anh chị. Còn con bò mẹ là chiều cao của nó là 1m2, 1m2 bò, và nói chung là bò cũng còn khá trẻ, tầm 2-3 lứa thôi ha cô chú anh chị. Giò cẳng thì con bò mẹ thuộc dạng như là bò xin, nhưng mà xương là khá là kịch cộm, vú mốm còn rất là sạch ha. Bò còn rất là sạch bò ha cô chú anh chị. Bò mẹ này thì nếu như mà cô chú anh chị nào nuôi khéo á, thì còn tương lai rất là dài ha, ở phía sau nha.
tại vì nó cứng cáp và nó ăn uống cũng tương đối đầy đủ hơn so với những cái con bò mà bò Vinh thường quay đó. Nó hơi những con bò kia thì nó ốm, nó bỏ bê đó, còn này thì nói chung là ok, rất là mạnh khỏe ha. Giá đực thì cô chú anh chị cũng quan sát kỹ rồi đó, thì nó cũng khá là bự con đó cô chú anh chị. Mẹ thì tầm 2-3 lứa thôi. Thì chiều cao á, thì con mẹ thì cũng khá là cao ha, 1m2 bò. Rồi mẹ con này á, thì bò Vinh xin báo giá luôn cho cô chú anh chị được biết ha. Giá tiền là 17 triệu 500 ngàn ha, 17 triệu 500 ngàn cho bộ mẹ con đực này. Nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh nha. Nói chung bò mẹ còn rất là sạch bò ha, vú mớm thì còn tươi mới, còn sữa sùng thì ok bao la luôn. Nói chung là con giá đực thì cũng pin lực, lưng dai đồ cũng nói chung là bò khá là đẹp đó cô chú anh chị ha. 17 triệu 500 ngàn, nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh. Còn bây giờ thì mình chuyển qua lô số 12 ha cô chú anh chị. Ngày hôm nay khá là dài, cô chú anh chị nào quan sát tới đây thì cũng cố gắng theo dõi giùm cho bò Vinh 1-2 lô nữa rồi mình kết thúc video ha. Ở cái lô bò số 12 này á, thì con bò mẹ là con bò cỏ ha cô chú anh chị ha. Nói chung bò cóc á, chiều cao của nó khá là khiêm tốn ha, 1m08 thôi. Còn con ngé cái á, thì là 7 tấc 4, cũng thuộc dạng ú nu à, nói chung bò mát sữa. Và con bò mẹ thì cũng khá là tròn trịa ha cô chú anh chị. Theo như quan sát thì cô chú anh chị cũng thấy nó cũng còn thịt thà khá là nhiều á, nhưng mà chiều cao thì khiêm tốn ha, 1m08 bò à. Còn con ngé cái á, thì 7 tấc 4. Thì mẹ con này á, thì anh chị nào nuôi chơi để lấy thịt hoặc là lấy giống gì đó thì nghiên cứu bắt bò con hay con bò mẹ, thì nói chung là nó cũng không có được cái tướng, nó cũng có đẹp á, được có cái mắt sữa thôi ha, chứ nó lùn lắm. Bò này thì nói chung thuộc dạng như bò chặng ba rồi. Mẹ con này á, bò Vinh xin báo giá luôn ha. Giá tiền của bộ mẹ con này là 11 triệu ha. Nếu như cô chú anh chị không ngại về vấn đề bò nhỏ con, bò trạng 3, thì cặp bò này cô chú anh chị có thể làm giống khá là nhiều lứa phía sau nữa đó. Tại vì con bò mẹ nó cũng mới có tầm khoảng 2-3 lứa thôi ha. 11 triệu, nếu như cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha. Bò nghe rất là mắc sữa ha, tầm khoảng tháng tháng ngoài mà nói chung là cũng khá ú á. Rồi video tới đây thì thực sự thì cũng còn cỡ 3-4 lô mẹ con nữa, nhưng bò Vinh xin phép dừng tại đây ha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong cái video tiếp theo trong cái ngày gần nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.